Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyện sức khỏe của bác Tổng Bí Thư và sức khỏe lãnh đạo luôn là thông tin tối mật. Quốc tang của ông cố Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu được tổ chức hơn 2 tuần trước nhưng không thấy bóng dáng của Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang. Từ đó tới nay thì người dân không hề thấy mặt mũi của người đang cùng lúc nắm giữ hai chức vụ lãnh đạo cao nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam. Sắp đến ngày Quốc khánh kỷ niệm 75 năm khai sinh ra chế độ vẫn không thấy mặt mũi của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trên truyền hình nhà nước. Trong lúc người dân đang hoang mang không biết sức khỏe của người đứng đầu Đảng và nhà nước ra sao, còn sống hay đã chết, hôm nay ông Trọng công bố bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội 13 của đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Báo Thanh Niên dẫn lời hứa hẹn của ông Tổng Bí Thư phấn đấu đến giữa thế kỷ 21 trở thành nước phát triển, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bài, ông Trọng kêu gọi đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữa thế kỷ 21, nghĩ là khoảng 2050, là giai đoạn mà các nhà khoa học đưa ra không ít cảnh báo khá bi quan, nổi bật nhất là lời dự báo về các hình thái khí hậu cực đoan ở các thành phố lớn mà con người chưa từng đối mặt. Vợ chồng Trish Tenna và Tom Rivet là hai nhà vận động môi trường và đồng tác giả của cuốn sách Tương lai mà chúng ta lựa chọn đã đưa ra dự đoán về hậu quả con người phải nhận lãnh trong năm 2050 nếu không giảm thiểu được khí thải nhà kính. Bây giờ là năm 2020 mà mùa hè đã có nhiều lúc nóng như thiêu như đốt, thì đến năm 2050 hạn hán và thiên tai khốc liệt đến mức độ nào? Việt Nam là một nước ven biển nên kiểu gì cũng chịu tác động hạn hán và nước biển dâng cao. Nếu như Tổng Trọng thật sự còn lo nghĩ cho dân, cho nước thì bây giờ nên học tập lãnh đạo các nước khác, kêu gọi ý thức của người dân chuẩn bị chấp nhận và thích nghi với thiên tai ngày càng khốc liệt, thay vì sống lơ lửng trên mây và mơ về Việt Nam phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa. Người lãnh đạo cao nhất của quốc gia mà không nhìn ra được thực tại thì người dân còn biết trông cậy vào đâu? Sức khỏe lãnh đạo là thông tin tối mật. Trong lúc người dân đang hoang mang không biết là tình hình sức khỏe của người đứng đầu Đảng và nhà nước ra sao, thì vì đâu không thấy ông Trọng xuất hiện mà chỉ buông rèm chấp chính. Hôm 30 tháng 8, các báo lề Đảng đồng loạt đưa tin hồ sơ bệnh án thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước, mức độ tối mật. Báo Người Lao Động có bài thông tin sức khỏe của ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư là tối mật. Bài báo dẫn quyết định số 1295 trên QĐ-TTC về danh mục bí mật nhà nước, lĩnh vực y tế, được Thủ tướng Clmver Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 24 tháng 8 năm 2020 đưa ra quyết định như trên. Ngoài ra thì bài viết còn cho biết cùng nằm trong danh mục tối mật là tên, nguồn gốc, động lực, khả năng lây lan, đường lây của sinh vi sinh vật mới phát hiện chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe tính mạng con người, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội. Nghĩa là nếu như có thông tin về một đại dịch tiềm tàng mới thì dân cũng không được biết mà chỉ có lãnh đạo mới được phép biết. Trong khi Bộ Máy An ninh Cộng sản Việt Nam quyết giữ bí mật tình hình sức khỏe của các vị lãnh đạo cấp cao, để đến nỗi mà người dân bây giờ không biết là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước họ giờ có tự đi lại nổi hay không, hay vẫn ngồi trên xe lăn, thì bên Nhật Thủ tướng Shinzo Abe từ chức công khai vì lý do căn bệnh đường ruột kinh niên của ông ngày càng nặng. Một chế độ tự xưng là của dân, do dân và vì dân, thì người dân lại không có quyền được biết tình trạng của người cầm quyền. Còn ở xứ tư bản dễ chết thì thủ tướng trung thực với dân, công khai bệnh trạng của mình, sẵn sàng từ chức vì cho rằng mình không đủ sức để tiếp tục cương vị lãnh đạo,
và có thể đưa ra những quyết định sai sót, sai lầm và dẫn đến ảnh hưởng đến cả dân tộc và cả đất nước. Nhà văn Trần Quốc Quân bình luận, để đáp lại thái độ sợ trách nhiệm của Thủ tướng Nhật thì Thủ tướng Việt Nam vừa ký quyết định xếp hồ sơ bệnh án thông tin, kết quả khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước ở mức độ tối mật. Ý chí cách mạng là phải tiến công, cống hiến đến hơi thở cuối cùng, chứ đâu như bọn tư bản dễ chết, mới có tí khó là đã tìm cách thoái thác nhiệm vụ rồi. Nhà báo Lưu Trọng Văn lưu ý rằng quyết định nói trên lại do Thủ tướng ký. Theo gã, việc bí mật sức khỏe của lãnh đạo đảng trong danh sách nêu trên là việc nội bộ của đảng, phải do Tổng Bí thư hoặc người thường trực Ban Bí thư ban hành một nội bộ, một nội dung trong nội bộ đảng viên thi hành, chứ không thể do Thủ tướng ban hành được. Việc Thủ tướng ban hành quyết định này là can dự không đúng vào công việc nội bộ của một tổ chức đảng phái. Cũng theo ông Văn thì sức khỏe Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là nguyên thủ quốc gia thì phải minh bạch công khai. Nguyên thủ quốc gia lãnh đạo dân, dân phải được quyền giám sát năng lực, khả năng lãnh đạo của các vị ấy như thế nào, đó là quyền của dân. Thưa quý vị và các bạn, hồ sơ bệnh án thông tin kết quả khám chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc danh mục tối mật. Đó cũng là một bài viết trên báo Tuổi Trẻ hôm 30 tháng 8 cho hay. Theo tờ báo, đây là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế được Thủ tướng Klemmerer Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Đó là nội dung theo quyết định của Thủ tướng ban hành ngày 24 tháng 8, danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật trong lĩnh vực y tế. Theo đó thì việc bí mật sức khỏe của lãnh đạo đảng trong danh sách nêu trên là việc nội bộ của đảng, phải do Tổng Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư ban hành, do nội bộ đảng viên thi hành chứ không phải do Thủ tướng ban hành được. Việc Thủ tướng ban hành quyết định này là can dự không đúng vào công việc nội bộ của một tổ chức đảng phái. Và việc này là việc của đảng, gã rất tôn trọng, mặc dù mình thời trẻ chỉ từng được là đoàn viên cánh tay phải của đảng chứ chưa vinh dự là đảng viên. Còn sức khỏe của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội là nguyên thủ quốc gia thì phải minh bạch công khai. Nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo, nhân dân phải được quyền giám sát năng lực, khả năng lãnh đạo của các vị ấy như thế nào. Dân chỉ có thể bị tước cái quyền ấy bởi đa số lá phiếu của Quốc hội đồng ý luật có tên gọi luật bảo vệ bí mật tình trạng sức khỏe của nguyên thủ quốc gia. Gã đề nghị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu quốc hội là luật sư như Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Chiến cùng các đại biểu quốc hội nên có tiếng nói về vấn đề liên quan luật pháp và quyền của dân này. Gã cũng đề nghị luật sư góp ý về tính đúng đắn hay không của quyết định của Thủ tướng về bảo mật sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản tin được đăng tải trong bối cảnh dư luận không rõ tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện ra sao, mà ông đã vắng mặt trước công luận hơn nửa tháng nay. Ông Trọng đã bước sang tuổi 76 và vài tháng nay và được cho là đã có lệnh cho ban tuyên giáo dọn đường cho ông ở lại thêm một nhiệm kỳ Đại hội 13 nữa. Trong một lần hiếm hoi hồi cuối tháng 10 năm 2019, một video clip phát trên kênh truyền hình Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lộ rõ dáng đi kỳ lạ của ông Trọng. Và đây được cho là di chứng sau vụ đột quỵ trong chuyến đi Kiên Giang, nơi căn cứ địa cách mạng của nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 4 năm 2019. Lâu nay người dân ít được biết về tình trạng sức khỏe, bệnh tình của giới chức lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, từ vị trí Chủ tịch, Bí thư Thành ủy, Bộ trưởng trở lên, do đề tài này bị cho là cấm kỵ nhạy cảm với hệ thống truyền thông của nhà nước. Ngay cả nếu như có tường thuật về bệnh tình lãnh đạo, các báo đảng cũng chỉ được đưa tin vắn tắt và dẫn nguồn của Ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương, hiện là do Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Y tế Cộng sản Việt Nam, đứng đầu.
Do vậy mà vào những dịp trước đại hội của Đảng, đã có nhiều tin đồn trên mạng xã hội về việc giới chức nhập viện do bị ung thư hoặc bị đầu độc do đấu đá phe phái. Trường hợp gần đây nhất là của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, người vừa bị bắt. Báo VN Express mới đây chính thức xác nhận ông Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp trực tràng và liên quan đến bệnh viêm phổi. Liên quan đến sức khỏe của tứ trụ, vụ gây bàn tán nhiều nhất là xoay quanh cái chết của ông Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, do báo Đảng cho là do virus hiếm từ nhiều ngày trước khi qua đời hôm 21 tháng 9 năm 2018. Mạng xã hội dấy lên nhiều tin đồn khi ông Quang xuất hiện trên các bản tin video lộ rõ một vết màu xám to ở trên trán. Thời điểm đó, Facebooker Trương Huy San, tức nhà báo Huy Đức, bình luận trên trang cá nhân: lãnh đạo cũng không tránh khỏi quy luật sinh lão bệnh tử. Người dân có quyền được biết và ông Trần Đại Quang cũng nên được đối xử như một con người. Ốm thì phải được cho nghỉ ngơi và chữa bệnh. Tuy vậy thì không thấy ông Huy Đức lặp lại yêu cầu này với trường hợp của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong thời điểm hiện tại. Bình luận về quyết định hôm 30 tháng 8 của Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc, nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng việc xếp sức khỏe lãnh đạo Đảng vào diện bí mật của nhà nước khiến cho Việt Nam không giống ai và bị cộng đồng mạng chỉ trích, trong khi các nước trên thế giới thì minh bạch về sức khỏe của lãnh đạo của họ. Trong khi đó thì Thủ tướng Nhật, tình hình sức khỏe của ông ấy cả thế giới biết thì ông đệ đơn xin nghỉ vì sợ ảnh hưởng đến công việc của nước Nhật. Không bảo đảm, lo cho công việc rất là khổng lồ và một Thủ tướng Nhật phải đảm đương thì có sao đâu. Nhà báo Võ Văn Tạo, người từng có nhiều năm phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, nói với phóng viên từ Khánh Hòa: sức khỏe của những nguyên thủ các nước tư bản, tôi thấy chả có nước nào quy định đưa vào dạng bí mật như ở Việt Nam. Với tư cách là một nhà báo, tôi thấy quyết định này làm cho Việt Nam trở nên dị hợm, không giống ai trong nhân loại văn minh của loài người. Và việc không công khai tình hình sức khỏe của lãnh đạo nhà nước khiến cho xuất hiện tin đồn trong công luận, đặc biệt với Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người lại vừa vắng mặt trong lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 28 tháng 8 vừa qua. Theo ghi nhận của các nhà báo trong nước thì Thủ tướng Klmver Nguyễn Xuân Phúc là người chủ trì sự kiện, có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Thịnh cùng sự tham gia của các đại diện cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội. Ông Trọng, người được Reuters trích các nguồn tin ngoại giao riêng, cho biết là đã phải nhập viện 108 ở Hà Nội hồi tháng 4 năm ngoái vì một căn bệnh khó xác định, đã không có mặt trong buổi lễ và các bản tin trong nước không cho biết lý do vì sao. Sự vắng mặt của ông Trọng được coi là một việc bất thường vì theo thông lệ Chủ tịch nước là người chủ trì lễ quốc khánh. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước là nguyên thủ một quốc gia, lại tiếp tục vắng mặt trong những dịp lễ quan trọng như thế này là một điều thiếu sót vô cùng lớn. Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ viết trên trang Facebook cá nhân: trong khi đó, Việt Nam cần vận động quốc tế ủng hộ lập trường của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi bác bỏ những yêu sách phi pháp của Trung Cộng trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lần gần đây nhất có sự xuất hiện bằng hình ảnh của ông Trọng trên truyền thông nhà nước là một cuộc điện đàm trực tuyến với ông Tổng Bí thư Lào. Kể từ khi ông Trọng được cho là bị đột quỵ trong một chuyến thăm ở Kiên Giang hồi tháng 4 năm ngoái, ông hầu như không tham dự các sự kiện quan trọng trong nước. Vì phát biểu bình luận liên quan đến sức khỏe của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh các tin đồn về sức khỏe của ông Trọng hồi tháng 5 năm 2019, ông Lê Hữu Thuận, trưởng khoa lý luận Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh ở Hà Tĩnh, đã bị cách chức vì một bài đăng trên Facebook về sự vắng mặt của Chủ tịch nước tại lễ tang ông Lê Đức Anh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chỉ lên tiếng trong một cuộc họp báo tại Hà Nội khi bị đặt câu hỏi về những đồn đoán ông Trọng bị đột quỵ. Theo bà Hằng, do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Theo luật bảo vệ bí mật nhà nước, thông tin sức khỏe lãnh đạo cần được bảo vệ thì sợ có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội. Nhưng theo nhà báo Võ Văn Tạo thì nếu như chính phủ minh bạch về thông tin sức khỏe của những lãnh đạo nhà nước sẽ củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ này. Thưa quý vị và các bạn, tướng Nguyễn Đức Chung bị ung thư phổi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đi lại khó khăn vì di chứng tai biến, đó là những tin tức đồn đoán trong thời gian qua. Dĩ nhiên là báo chí Việt Nam chỉ có thể đưa tin ngài Thủ tướng Nhật bị bệnh đại tràng dẫn đến sức khỏe giảm sút khiến ông rất có thể thiếu sáng kiến, thiếu sáng suốt trong các quyết định kỹ trị của mình. Trước đây báo chí từng đưa tin về hung thần xứ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tau khỏe có chi mô. Mặc dù bệnh tình khi ấy của vị trưởng ban nội chính Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng khóa 10-11, phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cơ quan trực thuộc Bộ Chính trị cánh tay mặt về đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là sắp được thiên tào rũ sổ. Tương tự thì tướng quân đội Phùng Quang Thanh được cho là bị ám sát tại nước ngoài, phải vào chữa trị tại bệnh viện xứ người và sau khi về lại quê nhà thời gian ngắn, tướng Thanh đã bị thay ngựa giữa dòng. Với tướng công an chuyển sang dân sự làm chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung được cho là sau khi bị dừng chức, ông đã phải nhập viện vì tái phát ung thư phổi. Hôm báo chí đưa tin công an kéo tới nhà của tướng Chung để đọc loạt lệnh khởi tố tạm giam hình sự, khám xét nhà thì ông Chung không có mặt. Dĩ nhiên là báo chí cũng không thể ghi cảnh ông Chung nghe những lệnh tố tụng liên quan tra tay vào cong để lên xe hòm polit. Rất khéo báo Người Lao Động đã đáp ứng phần nào thắc mắc của dư luận quanh đồn đoán về sức khỏe của người tù Nguyễn Đức Chung qua bài viết sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung lúc bị bắt hiện nay bình thường. Trước những thông tin mà Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có vấn đề về sức khỏe, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an, ngày 29 tháng 8 cho biết thời điểm Tống Đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam, ông Chung không có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe. Hiện tại thì sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung bình thường. Báo Lao Động thì chi tiết hơn đồng nghiệp người Báo Lao Động khi viết thêm về những tin tức dạng hành lang. Ông Nguyễn Đức Chung từng hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràn và liên quan đến bệnh viêm phổi. Theo thông tin của Người Lao Động, từ hôm 11 tháng 8 sau khi Thủ tướng tạm đình chỉ chức vụ 90 ngày để phục vụ công tác điều tra, ông Nguyễn Đức Chung vẫn thường xuyên có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết một số công việc còn lại. Trên tờ VN Express có thông tin Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 53 tuổi đến làm việc tại Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an và lệnh bắt được công bố tại đây chiều ngày 28 tháng 8 năm 2020. 19 giờ 25 phút, cán bộ điều tra và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cùng lúc khám xét nhà riêng của ông Chung trên phố Trung Liệt và nơi làm việc tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Chung không xuất hiện cả ở nơi này. Từ ba nguồn tin báo chí ở trên, có thể tóm lược được tin tức về tướng Nguyễn Đức Chung. Ông hai lần sang Pháp phẫu thuật năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràn và liên quan đến phổi. Nôm na là ông Chung bị ung thư. Ông Chung bị bắt ngay tại lúc làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra và tất cả những tin tức ấy xét về cơ bản là trùng với lời đồn đoán của dư luận trên mạng xã hội. Một bản tin rất khéo nữa của báo chí xứ Việt mà tin rằng nhiều người đọc sẽ liên tưởng ngay đến vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Hồ sơ bệnh án của lãnh đạo cấp cao là tối mật, đăng trên báo Tuổi Trẻ Online chiều ngày 30 tháng 8 năm 2020. Tức là 4 ngày sau khi văn bản này được ký ban hành và có hiệu lực. Hồ sơ bệnh án thông tin kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thuộc danh mục tối mật. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định 1295 trên QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước, lĩnh vực y tế vừa được
Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành. Theo quyết định này thì cùng với nội dung trên thì nguồn gốc, động lực, khả năng lây lan, đường lây của vi sinh vật mới phát hiện chưa xác định được có liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con người, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội nằm trong danh mục tối mật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2020. Quyết định mà báo Tuổi Trẻ nêu ra là quyết định mang số 1295 trên QĐ-TTG được Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành có hiệu lực trong ngày ký 24 tháng 8 năm 2020. Việc chọn lựa nội dung để trích đăng của báo Tuổi Trẻ cho thấy xa gần của ẩn tình về đồn đoán những ca đầu độc nhau đằng sau hậu trường chính trị là có thật. Không loại trừ cả ca ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ đổ bệnh khi đang công tác tại xứ Kiên Giang hồi trung tuần tháng 4 năm 2019. Công bằng mà nói, thật ra những tin tức như kể trên từ vụ tướng Trung cho đến nghi vấn sức khỏe của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước đều nằm trong kịch bản dự định, không có chuyện báo này dũng cảm hơn báo kia. Đơn cử chỉ vài tiếng sau bài báo của Tuổi Trẻ 18 giờ 5 phút ngày 30 tháng 8, báo Người Lao Động cũng có bản tin nội dung tương tự. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.